Câu chuyện vĩ nhân. Washington và người tiểu tướng. Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông đã lãnh đạo nhân dân giành lại hòa bình cho đất nước. Người ta luôn nghĩ rằng ông chỉ làm những việc mang tầm vóc vĩ đại, chưa hời đầu nghĩ đến điều nhỏ nhặt trong đời sống. Ít ai biết rằng, thật ra ông cũng rất gần gũi, giản dị và hòa đồng trong cuộc sống đời thường. Với mọi người, ông luôn thành thật, nhiệt tình và khiêm tốn. Có lần, ông khoác áo và một mình ra doanh trại. Trên đường đi, chẳng có binh sĩ nào nhận ra ông cả. Đến nơi, ông thấy một tiểu tướng đang chỉ huy quân lính xây công trình. Đẩy mạnh lên! Viên tiểu tướng hô to với quân lính đang cố sức đẩy một khối đá to. Đẩy mạnh lên nào! Khối đá nặng quá, mãi mà các anh lính vẫn không thể đưa nó vào đúng vị trí. Họ đã mệt lắm rồi mà khối đá bướng bỉnh cứ sọc sệt. Washington nhanh chân chạy tới, dùng đôi vai khỏe mạnh đẩy khối đá. Với sự giúp đỡ kịp thời của ông, khối đá đã được đặt vào đúng vị trí. Các binh sĩ vui mừng quay lại, ôm lấy vai Washington tỏ ý cảm ơn. Lúc bấy giờ, Washington mới quay lại hỏi viên tiểu tướng: Sao anh chỉ biết hô mà không giúp họ một tay? Ông hỏi tôi đấy ư? Ông là ai? Ông không biết tôi là một tướng quân hay sao? Viên tiểu tướng kia đáp: Vâng, anh đúng là tướng quân. Washington vừa nói vừa cởi nút áo khoác ra, để lộ quân phục thượng tướng trước mắt viên tiểu tướng đang chắp tay sau lưng vênh mặt lên trời. Ông điềm đạm nói: Còn tôi là thượng tướng, là cấp trên của anh. Song nếu lần sau có cần người khiêng vật nặng thì nhớ gọi tôi nhé. Viên tiểu tướng xấu hổ vô cùng khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Washington. Bài học rút ra qua câu chuyện trên: người có đức tính khiêm tốn luôn hạ mình và tôn trọng người khác nên được mọi người kính trọng và quý mến. Đây là một đức tính quan trọng để thành công bền vững trong mọi công việc. Người tự cao, lấy chức danh để lên mặt hơn người sẽ có ngày gặp thất bại. Khi nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được rằng khiêm tốn tôn trọng mọi người thì có đạo đức, mọi người yêu thương, kính trọng. Còn kiêu ngạo, khinh thường mọi người thì sẽ bị mọi người xa lánh, hắt hủi. Chúng ta hãy cùng ôn tập bằng các câu hỏi tư duy sau đây. 1. Trước sự kiêu ngạo của viên tiểu tướng, Washington giữ thái độ thế nào? Vì sao? 2. Bạn sẽ cư xử như thế nào khi gặp phải người kiêu ngạo? 3. Tại sao người càng tài giỏi thì càng phải khiêm tốn? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.